Chào các bạn, trong phần này AF Channel sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng Bank Plus. Và đây khi chúng ta đã tải về mở ra thì các bạn có thể đọc qua hướng dẫn ở phần ngoài này. Sau đó, kích chọn bắt đầu sử dụng. Và đây các bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng. Đây khi màn hình đăng nhập hiện lên, các bạn nhập số điện thoại có đăng ký dịch vụ Bank Plus vào đây ạ. Tiếp đến là số chứng minh. Sau đó các bạn bấm xác nhận. Các bạn nhập mã xác nhận. Các bạn bấm gửi. Như vậy là giao dịch đã thành công, các bạn bấm OK, chờ nhập dữ liệu. Đây là giao diện của ứng dụng Bank Plus. Rất là tiện lợi và trực quan, các bạn không cần phải dùng qua USSD. Nhìn rất là đẹp phải không ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ AF Channel. Xin chào các bạn.